Xin chào, chúng ta lại tiếp tục đến với bài số 6, hướng dẫn tạo một website miễn phí, với tiếp tục với loạt bài là, nội dung đó là đăng tin viết bài. Mà xóa hẳn nó đi cũng được, đúng không? Xóa hết đi, lấy mỗi cái màu tím thôi. À, thực ra hôm nào tôi sẽ viết lại cái đoạn mã này thì chúng ta copy vào cái là được ngay. À mà không, thôi tóm lại là viết lại thì hôm nào viết lại thì nếu mà chúng ta lấy của người khác thì chúng ta copy cả đoạn mã này chúng ta dán vào cái xong. Nhưng mà mai chúng ta lại lấy của một của mình thì nó lại lấy ở đâu cũng được. Thôi được rồi. Đấy, chúng ta để ý cái đường link này. Thì đấy, đấy. Đây còn dài như này xóa chưa hết. Tóm lại ta lấy mỗi cái đoạn đấy thôi nhá, mỗi cái link này thôi, tôi cho màu nó khác đi. Đấy thế thôi, lấy mỗi cái đoạn link này đấy, sau đó chúng ta sẽ dán vào cái, dán vào đâu? Dán vào cái ô dán link video này đấy. Rồi ok xong, nói lại một chút nhé. Đây ấn vào chữ chia sẻ này, ấn vào chữ nhúng này. Tóm lại là chúng ta lấy mỗi một cái ở phần trong cái đây này, đây ta bôi đèn ở đây rồi. Đấy một đấy, chúng ta bôi đèn hết là tự nó đã bắt, nó đã bôi đèn hết, bôi đèn một đoạn nó đã bắt mất rồi. Đấy, sau đó chúng ta sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ ấn vào nút đăng. Rồi, xong. Ở đây nó báo là đăng bài thành công, nhưng nếu mà không thấy ảnh demo thì là do ảnh quá lớn. Ở đây nó đã có cái cảnh báo rồi, ảnh chỉ nhỏ hơn 1024 thôi nhá. Để chúng ta quay lại trang chủ. Quay lại trang chủ này. Đấy. Vậy là đã có cái bài mà chúng ta vừa mới đăng đây. Đây là phần bài viết, đây là phần tóm tắt, chúng ta click vào. Đấy, thì đã có bài viết chúng ta và đã có bức ảnh của gì? Đây nhá, tức là bài viết lúc nãy chúng ta, bởi vì chúng ta đăng nó quá sơ sài đúng không? Chúng ta đăng là phần tóm tắt này nó chỉ có một tí này, hay cái phần nội dung này chúng ta cũng không, chúng ta viết một tí chúng ta chưa căn chỉnh cho nó đẹp, thì có mỗi cái ảnh chúng ta đưa lên. Lúc nãy là tôi đang để cái này 800. Đây chúng ta hình dung đây này. À lúc nãy là tôi để 700 đúng không? Thì cái ảnh này nó chưa ra đến hết cái mép này. Vậy để cho cái ảnh này nó ra đến mép này thì tí ta sẽ đăng nó bằng như nào. Đây, rồi cái link này chúng ta cũng chưa cho nó xuống dòng để cho nó nhảy lên trên này, đúng chưa? Để tóm lại cái giao diện của cái bài này, của cái này chúng ta phải chỉnh lại. Ở đây tôi đang để lúc nãy hai link. Lúc nãy link dán trực tiếp và link không trực tiếp. Bây giờ tôi nhấn vào link dán trực tiếp này. Click. Đấy. Thì nó nhảy đến, nó nhảy đến cái trang tải này luôn. Thì cái trang của chúng ta nó bị mất đúng không? Đấy là dán trực tiếp. Bây giờ tôi lại quay lại nhá. Và link không dán trực tiếp này, tôi sẽ click vào này. Click vào. Đấy, nó mở ra một cái trang mới, đúng không? Đến một cái trang download, đó là phần mềm trình chiếu của tôi đang ở V113 nhá. Thì chúng ta ấn vào tải về phiên bản mới nhất, tôi chưa 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 hướng dẫn cách sử dụng. Đấy thì có hai, chúng ta hiểu link trực tiếp và link dán qua đấy rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta lại quay lại bài viết chúng ta. Đây, chúng ta vừa đăng là nó lên đây rồi, bài thứ 220. Chúng ta kích vào đây sửa. Thì bây giờ chúng ta sẽ sửa nó. Những chỗ nào chưa hợp, chúng ta sẽ sửa đây. Cái chữ này lúc nãy chúng ta thấy là nó quá nhỏ đúng không? Thì chúng ta to cho to lên, mà nó nãy nó nghiêng thì bây giờ chúng ta to cho to lên. Đây, chữ nó không đẹp. Đấy. Đúng chưa? Đấy, cái chữ này lúc nãy nó nhảy lên trên. Đấy, chúng ta cũng thấy là cho nó to lên.
Đấy, và cái link này là link dán trực tiếp thì nó không được đẹp, nó bị nhảy sang ta xóa đi. Đúng chưa? Hay cái link này nó cũng hơi nhỏ, chúng ta cũng bôi đen nó. Thì cũng cho cỡ nó size nó lên một chút là 20 đi. Đúng chưa? Và cái bức ảnh này lúc nãy là chúng ta thấy là nó là tôi để là nó chưa tràn ở đây, nhìn nó một là ta có cho nó bằng ở đây, hai là ta cho cân vào giữa. Thì ta có thể là bằng cách là ta cho cân chọn nó này, xong đó ta chọn vào cân vào giữa kia đâu rồi. Ở đây hay ta chọn bên ngoài này, ta chọn cân vào giữa cũng được. Đấy, chọn cân ở giữa này. Bức ảnh này nó vẫn thường, nó vẫn chưa 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 được cân vào giữa. Thì hoặc là ta có thể nháy đúp nó lên. Thôi cứ chọn ở trên này xong nó tự nó nhảy vào. Đấy. Đấy, cứ chọn lại. Lần sau ta muốn cân ở giữa thì ta sẽ chọn cân đi. Sau đó chúng ta mới chọn ảnh thì nó sẽ nhảy vào giữa nhá. Tóm lại là khi ví dụ ta muốn chèn bức ảnh vào đây, tôi chèn lại ở đây nhá. Tôi chọn cân vào giữa này, sau đó tôi chọn vào đây này. Chọn vào đây. Tôi sẽ chèn nó với ảnh khác đi. Tôi sẽ chọn một cái bức ảnh nào đó. À. Đấy. Tôi chọn lại bức ảnh này đi. Đúng rồi, chọn ok. Thì bức ảnh nó sẽ nằm cân ở giữa. Rồi, bây giờ cái link video này, lúc nãy là tôi chọn đại một cái video của người khác nhé. Đây, tôi sẽ copy lại cái video của người khác này. Đây là người khác nhé. Tôi đã ghi rõ người khác vào đây. Còn cái link của tôi, cái video của tôi nhé, thì tôi sẽ làm như sau. Vậy cái link của tôi thì tôi sẽ làm như sau nhé. Video của tôi mà tôi muốn kiếm tiền từ cái video này, đại loại là tôi sẽ vào cái trang ở đây chính là trang của tôi, trang video của tôi đúng nhá. Thì tôi muốn chèn cái video của tôi chẳng hạn, cái video này ví dụ như tôi đang bật ở chế độ kiếm tiền đúng không, đang bật đúng không nhỉ, ở chế độ công khai và kiếm tiền. Đây là vào trang YouTube của mình nhá. Vậy thì tôi sẽ ở đây tôi có rất nhiều các video kiếm tiền. À, vậy thì bây giờ tôi sẽ kiếm tiền bằng cách như sau. Tôi nhấn vào cái video tôi muốn bài 1 này chẳng hạn, tôi đang đặt tôi muốn kiếm tiền đó. Tôi chọn vào lấy liên kết chia sẻ nhé. Tức là chúng ta sẽ kích vào dấu ba chấm này. Rồi tôi phóng to lại một tí. Đây. Tôi kích vào dấu ba chấm này, nó hiện lên. Muốn chỉnh sửa tiêu đề thì ấn vào đây, muốn lấy liên kết. Lấy liên kết. Rồi ok. Hoặc là chúng ta lấy bằng cách khác thì xem, ta nháy đúp vào thế nào. Đấy. Nháy đúp vào thì ở đây nó thì nó có sẵn rồi đây này. URL đây. Mà đây ta chọn chữ sao chép nhá. Đấy. Là nó có phần mã nhúng không? Rồi ok, xong rồi. Vậy là ta sẽ lấy nó tôi quay lại trang web đang cho quay lại phần chúng ta đang sửa. Chúng ta xóa cái này đi. Chúng ta dán cái chưa chưa vội dán. Chúng ta tạm thời paste ở đây đã. Paste ở đây. Đấy. Chúng ta paste ở đây thì vẫn chưa được. Vậy thì chúng ta phải sửa một chút. Chúng ta chỉ cần để ý cái đuôi này thôi. Cái đuôi này này. Đấy. Đây, hai cái video này nó chỉ khác nhau ở cái đuôi này thôi. Đấy, cái đuôi này thôi. Vậy thì tôi sẽ lấy cái phần phần này. Lấy cái phần đấy, tóm lại ta lấy từ cái chúng ta phải có cái mẫu để này. Đấy, chúng ta copy này. Sau đó chúng ta xóa cái phần này đi. Đây cái link mà tôi vừa mới lấy đấy, chúng ta dán vào đây. Đấy. Lưu ý là phải đây trường hợp này nó chỉ có một tí cách này thôi là không được nhé. Nên lưu ý này, đây là có một cái khoảng trống này, một cái con cách đúng không là không được.
chúng ta phải ấn sát nó vào bằng cách phím mũi tên đấy. Thế thôi, tóm lại hai video này chúng ta để ý là cái phần đầu là giống nhau nhá, từ đầu đến cái này giống nhau, nó chỉ khác mỗi cái thông số cuối cùng này thôi nhé. Tóm lại là chúng ta sẽ có một cái mẫu, tôi sẽ ghi vào đây là một cái mẫu nhé. Chúng ta lấy một cái mẫu này đấy, chúng ta dán cái đầu đấy to quá, đây mẫu này tôi cho nhỏ đi nhé. Đấy, 10 đi đấy, cho một cái gạch chéo ở đây nữa. Đây là cái mẫu, mẫu để chúng ta lần sau có video chúng ta lấy ở đâu. Thì chúng ta chỉ cần lấy cái đuôi này thôi, ví dụ như ở cái trang web của mình, trang quản trị của mình, thì mình chỉ cần lấy cái đuôi này thôi nhé. Đấy, mình nháy đúp vào, hoặc là mình nháy vào cái dấu ba chấm này, mình cứ sao chép lấy cái liên kết của nó đi, sau đó mình về đây mình dán nó vào, mình lấy cái đuôi của nó đấy, ví dụ như thế. Đấy, tôi dán vào đây tôi lấy cái đuôi này đúng chưa, thì lấy mỗi cái đuôi này thôi, đuôi này đúng không nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xong rồi, giờ chúng ta lấy cả này nhá. Đấy, rồi copy. Đây là cái video kiếm tiền của tôi đúng không, tôi sẽ vào phần phần đây, ta dán vào đây đúng chưa, nghe để hơi phức tạp ấy. Xong rồi ta ấn vào sửa và không thay ảnh demo, kích vào rồi ok. Bây giờ chúng ta quay lại trang chủ bài của chúng ta lúc nãy đây đúng không, thì là cái video này của người khác mình không kiếm tiền được. Bức ảnh đây chúng ta đấy, giờ ta ấn vào F5 đi, ấn Refresh đấy. Vậy là bây giờ nó sẽ bức ảnh này nó bức ảnh này vẫn chưa nhảy vào giữa đúng không, vẫn chưa sửa được cái lỗi này, thì chúng ta mới chèn được cái bức ảnh là này vào đây thôi. Thì bây giờ nó đã lên cái video của chúng ta đúng chưa. Vậy là khách họ vào trang web của mình, họ xem cái video này thì nó vẫn nằm trên video này, ở trên trang của mình thì quảng cáo xuất hiện, chúng ta vẫn kiếm được gì, tiền ở đây. Thì đấy, đó chính là còn cái phần ảnh này đây, chúng ta tiếp tục quay lại sửa xem nó làm sao mà nó vẫn chưa sang được. Đây cái chỗ này ta cho cách xuống đi, lúc nãy nó vẫn chưa được đúng không, ở cái bức ảnh của mình nó quá lớn đây, nó nằm sát vào đây. Giờ ta cho ấn ấn con chuột vào đây, ta nhấn hẳn enter hẳn một dòng xuống đi đấy đúng chưa, cho hẳn một dòng đi thì đấy, bao giờ mà chúng ta chèn được cái con chuột vào đây thì chúng ta mới cho nó vào cân vào giữa được. Bây giờ ta nháy đuốc này đi, ta cho nó 600 này, 600 đi, nhấn ok. À, để rút kinh nghiệm lần sau muốn cho bức ảnh nó cân thì chúng ta chỗ này nó lại không sáng nữa, bởi vì nó không phải là khoảng trống nên nó không sáng nữa. Rồi chúng ta sẽ đặt con chuột vào đây, tiếp tục và đặt con vào cái khoảng trống này xem nó làm sao. Đấy, cho khoảng trống này. Rồi bức ảnh này chắc chắn vẫn chưa, ấn ấn cập nhật lại nhé. Rồi chúng ta ra đây chúng ta refresh lại xem. Ở đấy đúng rồi, vậy là bức ảnh này đã được nhảy vào cân vào giữa đúng không, đúng chưa. Đấy, vậy là chúng ta sẽ kích vào đây. Ở nào tôi sẽ bỏ cái chữ này đi, hoặc là thêm chữ video demo đây trên sẵn này. Rồi ok. Vậy đấy là tôi vừa mới hướng dẫn mọi người về cách viết bài. Tiếp bây giờ ta sang cái phần
xong rồi đúng không? Chúng ta chỉnh sửa lại hay chỗ nào đó thì chúng ta, hay bức ảnh này ta muốn cho to lên, cho to thành 800 đi nhá, 800 đi. Rồi ấn sửa vào không thấy ảnh demo đây, xem sao. Ta quay lại, ta refresh đấy, đấy 800 thì nó lại bị tràn sang bên này. Vậy thì chỗ này không được 800 đâu mà chỉ là 750 thôi. Chính xác của nó là tôi nhớ nó không nhầm là, thì chúng ta tôi sẽ chỗ này tôi sẽ cho là đâu đúng không? Lúc nãy là bao nhiêu? Ở đấy nó nhỏ đi rồi, thôi được rồi, vấn đề này còn chỉnh nhiều. Rồi bây giờ ta sang phần tiếp theo, đó chính là phần quản lý thành viên thì dễ rồi. Quản lý thành viên ở đây thì nó, chúng ta vào ta xem như là ở đây mình có bao nhiêu thành viên, nam nữ như nào, thì giới tính ở đây cái này không dễ, không có vấn đề gì. Quản lý liên hệ ở đây thì ví dụ như có một cái thành viên nào đó họ muốn liên hệ, họ xem xong bài viết này họ muốn liên hệ ở đây. Thì họ comment ở dưới này thì họ sẽ gõ nội dung vào đây, họ comment ví dụ như là tôi muốn hỏi về xin xin mã website chẳng hạn. Đấy tên của người ta là đây chẳng hạn, họ muốn ấn vào đây họ gửi comment đấy, họ gửi comment chẳng hạn. Đây nội dung của bạn đã được gửi thành công, thì ví dụ như họ gửi vào thành đấy thì mình quản lý ở đây, mình refresh lại cái này tí nhé. Đây chính là cái Bùi Văn Nhưỡng họ vừa mới comment, thì mình xem cái nội dung ở đây đấy, thì họ yêu cầu mình cái gì đúng không, họ xin mã hay họ gì, họ liên hệ mình qua cái trang web này thì nó sẽ nằm ở trong cái đây. Em có thấy thông tin gì mới không, có ai đăng xin bài hay là có cái góp ý gì không, thì chúng ta nhiều quá chúng ta xóa đi, ví dụ chúng ta giải quyết xong rồi chúng ta xóa nội dung này đi, vân vân. Đấy là cái phần quản lý. Còn quản lý quảng cáo này thì đây tôi chưa để cái gì, quảng cáo này hôm nào chúng ta sẽ ép quảng cáo của Google vào đây, để tôi chưa viết cái phần này. Rồi đây là những cái chính nhất của về viết bài, thì hôm nào chúng ta sẽ tôi sẽ có bản hoàn thiện hơn. Ở cuối cùng ở đây chúng ta dừng lại bài số 4 này. Có thể là sau này tôi cập nhật thêm thì tôi sẽ lại viết tiếp về phần nội dung này. Rồi cuối cùng chúc mọi người thành công. Là chúng ta nhớ thêm là cái mẫu này nhé, cái mẫu này thì nó cũng không có gì khó cả, ta chỉ thay cái đuôi này vào cái phần mẫu này là được đúng không?